Ngày 10 tháng 6, lực lượng tuần tra vùng Nam Hải quân đã phát hiện và bắt 5 xà lan cùng 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, trạm radar 620, tiểu đoàn 551 vùng Nam Hải quân đã phát hiện 3 xà lan đi từ vùng biển Campuchia về Việt Nam. Ngay khi nhận được tin, Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân đã điều tàu và cano của lữ đoàn 127 phối hợp với đồn biên phòng 754 nhanh chóng cơ động tiếp cận các xà lan và yêu cầu di chuyển về khu neo đậu. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, trạm radar 620 tiếp tục phát hiện 2 xà lan khác từ vùng biển Campuchia đi về Việt Nam. Cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân đồn biên phòng 754 lại tiếp tục khẩn trương vây bắt. Trên 5 xà lan có 9 người, tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa người đi cách ly y tế theo quy định và tiếp tục điều tra.